Hello cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với shop đồ câu Thanh Tuấn. Thì hôm nay đến với shop em thì em sẽ tung ra một dòng sản phẩm một dòng cước câu đến từ thương hiệu nổi tiếng Blay. Blay Chilen. Đây các bạn, Blay Chilen Bit Cap. Đó, đặc biệt cái dòng này á là hàng nhập khẩu trực tiếp nguyên hộp luôn nha các bạn. Hàng này nhập khẩu trực tiếp nguyên hộp từ Mỹ luôn. Đảm bảo các bạn là hàng chính hãng 100% nha. Ở đây mình sẽ có một cái mã vạch là mã barcode, anh em cái dùng phần mềm quét mã vạch á thì nó sẽ ra thông tin của vườn cước nha các bạn. Đó, Made in USA nha các bạn. Đó, thì ở đây shop em về là ba size 0.45 0.45 246 m tại cá 9 kg, 0.55 201 m tại cá 13 kg 6, và 0.60 là 182 m tải 18 kg 18 kg 1. Đó, thì đặc biệt cái dòng cước này là dòng cước màu khoảng quang nha các bạn, màu xanh miner nhìn rất là đẹp nha. Đó, cái hộp, cái vỏ hộp màu xanh thì ở trong cái ruột nó cũng giống vậy nè các bạn, màu xanh là màu xanh miner, màu xanh khoảng quang, tức là khi buổi tối mình đi câu á mà mình có ánh đèn gọi vào hoặc có ánh sáng gọi vào thì nó rất là sáng, nhưng mà này nó phát sáng như thế này nè. Đó, nhìn rất là đẹp ha. Đó, thì hàng này là hàng nhập khẩu trực tiếp nguyên hộp từ Mỹ luôn nha các bạn. Đó, thì đặc biệt cái dòng cước này nó cực kỳ tốt luôn, nó được cái là nó có độ sự dẻo dai nè, có sự mài mòn nè, các bạn đánh được cả nước biển nữa, đánh được cả nước biển nữa nha các bạn. Đó, thì dòng cước này rất là tốt. Super sóc là giúp cái mình hạn chế khi mà mình giật sóc các bạn, giật sóc là cá ăn mà nó ăn xong nó chạy liền á, thì hạn chế nổ nha, hạn chế theo kiểu nổ dây, nổ tầm tầm bậy tầm bạ á. Đó, rồi chịu được sự mài mòn là ma sát các bạn, mài mòn. Đó, hàng này nói chung là rất rất là xịn nha các bạn. Thì em về đúng có ba size thôi, thì ví dụ như mình câu mình cần size nhỏ như 45 55 để mình câu sông câu hồ, mình cần quăng xa thì mình lấy size nhỏ nha. Còn anh em nào thích săn hàng mà lấy cỡ size 60 nè, size 60 nè, tải 18 kg nè, thì các bạn săn thoải mái luôn size 60. Thì đối với những dòng cước Mỹ mà hay dùng dòng những dòng cước Mỹ chính hãng như thế này nè, thì cái độ tải cá nó không bao giờ đánh lên tầm khoảng 20-30 kg nha các bạn, nhưng cực kỳ tốt luôn. Đa số những dòng cước Mỹ nó chỉ đánh về cái độ tải thật của nó thôi, tải thật của cuộn cước chứ không phải là cái độ tải dưới nước nha các bạn. Đa số những dòng cước Nhật hay là cước Thái thì nó sẽ đánh vào cái độ tải dưới nước của cước á, là nó đánh vào tầm khoảng 20 kg 30 kg, nhưng thật ra thì tải không tới đâu các bạn. Còn dòng cước Mỹ này 9 kg là tải 9 kg, 18 kg là 18 kg. Và đặc biệt cái dòng cước Mỹ này dai nè, chắc và khỏe, các bạn thì có thể câu biển được luôn. Thì lý do là các bạn câu biển á thì nước biển rất là hại dây, thì dòng cước này nó chống được nước biển luôn các bạn, chống được biển, chống sự mai mòn, tức là mai mòn á, sự gia đập hoặc là giật sóc nha các bạn. Đó, thì tại cái hộp này nó đặc thù á, là khi bạn khui hộp là cũng như là bóc tem luôn, nên mình sẽ không có khui bên trong các bạn xem được nha, tức là mình khui ra thì cũng được, nhưng mà có nhiều anh em khi khui ra bảo là mình bán hàng Sài Gòn thì cũng tội cho mình quá nha các bạn. Đó, thì anh em hàng này là hàng còn nguyên vẹn hết nha, còn nguyên tem hết nè, mọc màu xanh miner như thế này, màu xanh khoảng quang, Blay Chilen Bit Cap, hàng này hàng nhập khẩu nguyên con nha các bạn. Đó, thì hiện tại số lượng em về cũng khá là nhiều, anh em cứ tranh thủ đặt hàng nha. Thì giá em có để chi tiết trên cái phần phần tiêu đề á với cái phần mô tả nha các bạn. Thì anh em nào lấy một lần một cuộn á, nội ô thành phố Hồ Chí Minh thì bên em sẽ bao ship không tính tiền phí, còn đi tỉnh là phí 30.000. Đó, còn trường hợp anh em nào đặt một lần hai cuộn thì bên shop em sẽ reship, đặt một lần hai cuộn bất kỳ nha, thì bên ở shop em sẽ reship và tặng kèm cho mình thêm một bịch khóa nhật hai vòng như thế này. Khóa này là khóa nhật nha các bạn, làm từ thép, xài rất là ổn định luôn. Đó, vì dây mình rất là chắc, mình kết hợp với khóa chắc nữa thì khi mình câu có lợi dính gốc các bạn, mình kéo lên sẽ không mất chì ha, mình kéo lên sẽ không mất chì. Ok, đó thì anh em biết rồi ha, có ba size, mỗi size thì có một cái chiều dài nhất định nha các bạn, ngắn nhất là 45, ủa cái size nhỏ nhất là 45 thì chiều dài nó là 246 m tại cá 9 kg. Đó, Made in USA này các bạn.
đây đó, mà sau này nó cũng có để nữa nha, đây đó. Các bạn cần thông tin thì các bạn chỉ check mã vạch này thôi, mã vạch nào mã vạch vạch quốc tế nha các bạn, anh em cứ check là ra thông tin thôi. Nó đặc biệt cái dòng này là rất là tốt, super shock nè, super shock rồi khả năng va đập, khả năng mài mòn nó khá là ok nha các bạn, hàng hàng xịn luôn rồi đó. Anh em nào đặt hàng cứ vui lòng liên hệ với hai số điện thoại em có để trên màn hình á, alo cũng được, kết bạn Zalo. Zalo đợt này đã bị đầy hết rồi, hai số đều đầy thì anh em cứ tìm Zalo xong và nhắn tin trực tiếp cho em luôn, tại Zalo nó đầy nên các bạn gửi lời mời kết bạn thì nó chỉ vô cái phần mà danh sách đã gửi lời mời thôi chứ không kết bạn được. Thì các bạn cứ cứ vui lòng nhắn tin bình thường, tại Zalo em để chế độ là nhắn tin bình thường nha các bạn, không có chặn gì hết nha, không có chặn người lạ gì hết, bài viết em cũng để chế độ công khai bình thường hết đó. Hoặc là anh em có thể bình luận trực tiếp dưới clip luôn, bình luận trực tiếp dưới clip với thông tin là tên nè, địa chỉ, số điện thoại, kèm Chilean Bitcard không chấm bao nhiêu đó, thì có ba size thôi, 46, 55 và 60 đó, 46, 55 và 60, có ba size thôi nha các bạn. Và em sẽ chuyển về tận nhà giao tận tay cho các bạn, thì các bạn cứ yên tâm là khi nào các bạn được nhận nhận được cục hàng tận tay như thế này nè thì các bạn mới thanh toán tiền, còn bên em thì sẽ không không có yêu cầu các bạn chuyển khoản hay đặt cọc hay cái gì trước hết các bạn. Khi nào nhận được hàng, khui hàng kiểm tra đúng hàng đúng chất lượng thì các bạn cứ cứ nhận hàng và kiểm tra thôi, ô nhận hàng và thanh toán thôi đó. Ok nhớ nha, một cuộn thì ship tỉnh là 30.000, còn nội ô thành phố á là reship. Còn anh em nào lấy một lần hai cuộn á, hai cuộn như thế này nè, thì bên em sẽ tặng thêm kèm cho mình thêm một bịch khóa, từ hai cuộn cho nên là có khóa rồi nha các bạn, và vẫn bao ship luôn, hai cuộn là vẫn bao ship rồi đó. Ok thôi, clip này em xin kết thúc tại đây nha, cước này nó cũng rất khá là tốt, thì hàng 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 chính hãng và hàng chuẩn khá là tốt, anh em xài rất là yên tâm nha đó. Ok clip này xin kết thúc tại đây, anh em nào có đặt hàng thì cứ vui lòng đặt hàng sớm nha, em sẽ chuyển hàng về tận nhà giao tận tay cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo nha.